Xin chào cả nhà có khỏe không? Mình đi hái một ít rau mồng tơi nha mọi người. Rau mồng tơi về mình nấu nấu canh. Đây là nhà trồng tự nhiên, nó trồng cũng không phải là gì. Cái đằng này là cái cây mẹo nó nè mọi người. Bụi này là bụi bụi gốc nó đây, mình không biết cái dây nó mọc ở đâu. Nhưng mà bữa nay ăn cũng khoảng gần hơn nửa năm rồi mà nó chưa tàn tốt luôn mọi người. Ở đây đây nó rớt hột luôn mọi người, rớt hột nó lên. Tại cái trái của nó mình nghĩ là cái trái mồng tơi khi nó già thì có thể là con chim nó ăn cái trái đó, sau đó là nó ị ra thì cái hột của nó vẫn còn, cái hạt của nó vẫn còn mọi người, thì nó nảy mầm. Chim ăn thì nó có thể nó mau hơn đó mọi người. Cái này do nó tự nhiên mọi người, cho nên là nhìn nó cũng không có được tốt. Ở đây dưới quê mình thì chủ yếu là tự nhiên đó, không có phải là trồng để bán gì hết, nên là kiểu chăm sóc nó cũng không có được thường xuyên mọi người. Kiểu như bữa nào nhớ thì tưới nước thôi, còn không nhớ thì không tưới nước, còn hoặc là trời mưa mưa xuống thì nó tự nhiên lên thôi. Chứ kiểu hơi như mình trồng bán thì mình có thể tưới nước theo giờ theo giấc, sáng tưới, trưa tưới, chiều tưới gì đó. Còn đây thì không, tự nhiên thôi chứ không có phải tưới thường xuyên. Mình cũng không có thể là trồng để ăn mình nó hay để nhờ nó, nhưng nó lên có thì ăn thôi. Trong đó thì mọi người, này là cái tho nha mọi người. Trái này to lắm mọi người ơi. Trái này còn non. Đẩy gỗ đây. Mình hái tiếp lá đây. Mấy lá này nó to mà nó non lắm mọi người. Mồng tơi thì nó có hai loại mọi người. Mồng tơi này là lá màu xanh, còn có cái loại lá màu đỏ nữa. Lá màu đỏ gọi là mồng tơi tía, thường ít có thấy lá màu đỏ nó lên nhiều, nó lên như nó không có lên được cái bụi lớn như lá màu xanh. Thường khi mình hái cái đọt của nó mọi người, hái cái đọt nó thì nó sẽ lên, nó nứt mục ra nó lên nhiều nữa. Ngắt cái đây ra vài bữa nó sẽ ra, đây nó sẽ ra thêm nhiều đọt nữa. Hoặc là mình muốn nó đừng có bò xa quá, mình nhấc cái đọt nó sẽ nhắm lại, nó không có bò, nó không có đi xa quá nữa. Ở chỗ này mình thấy non lắm luôn á. Buổi sáng mình có hái một ít, mình thích ăn mì á mọi người, mình thích ăn mì. Nấu mì không phải là không phải kiểu nấu là mình mấy vô nấu mình đổ nước sôi vô tô trực tiếp, mà là mình bắt một nồi nước lên, sau đó mình nêm gia vị trong mì vô, đợi nước sôi cái mình rửa rau này bỏ vô cái sau khi mình thấy gần chín đó mọi người, thì mình mới cho mì vô để cho nó không có bị mềm quá, cả mồng tơi với cả mì cũng không bị mềm quá. Những cái món này là kiểu dân dã nhà thôi, mà em đi làm xa về rất thích ăn mấy món này. Về nhà mình cũng nói là mua cái này cho mình, cái kia cho mình ăn, nhưng mà thích ăn mấy rau tự nhiên ở nhà hơn. Đây mọc dưới đất vậy chứ cũng sạch đó mọi người. Tại vì ở nhà cũng không có nuôi chó nè, xung quanh cũng không có xịt thuốc gì hết, tự nhiên thôi. Nhiều chứ nấu nó xẹp xuống, cần hái thêm nữa. Giờ mình qua tới cái bụi lớn rồi mọi người. Trong gốc của nó là nó được giữ phía ngoài á, trong
trong gốc nó đất nó ẩm á, nó cũng tốt. Điều lá nó không có to thì cái trái nó nè mọi người, trái nó đây, nó cứ theo cái chu kỳ của nó là ở nó chín nó già xong rồi nó rụng trái xuống, trái nó tiếp tục lên. Cho nên là hầu như là nhà mình lần nào mình về cũng có mùng tơi hết, chỉ có khác ở chỗ là mùa mưa hay là mùa nước nhiều á thì nó tốt lá hơn thôi, còn mấy mùa khô này thì lá nó hơi cằn nên nó nhỏ lá xíu thôi. Lại là kiểu mình đi xa về mình thích ăn với nhà, ăn hoài cũng ngán mọi người, cũng là không có thường xuyên ăn. Trên nó có đọt, thì có đọt có lá nè, cũng thích ăn đọt. Đọt này có lẽ là cũng nhiều lần hái rồi nè, nên nó ra được đọt nhỏ thôi, non thôi, chứ không có mập quá. Để đọt bên kia là kiểu nó có 1-2 dây tơ á, thì mình mới ngắt đọt á, cực kỳ mập luôn. Ở đây nè, chỉ này, cái đọt này á, thì mình ngắt một lần rồi á, nó sẽ ra 2-3 cái đọt nhỏ nè. Nó làm giảm cái tốc độ leo của mồng tơi, với lại là làm cho mồng tơi ra nhiều hơn nữa. Từ một cái đọt mình ngắt nó sẽ ra nhiều cái chèo ở trên cái nách lá. Giờ hôm nay một mình ăn thôi, chắc mình chỉ hái thêm một nắm là đủ ăn rồi mọi người. Sáng mình cũng mới hái ăn mì xong. Đấy, bò lên cái cây cao rồi, bò tới đây rồi, không còn cái để nó bám nữa mọi người. Nhắc bớt đi, cầm mình nhắc cho mình biết cái độ non tới đâu á. Mình về mình nhắc một lần thì mình khi mình rửa xong mình cũng không cần nhắc lại nữa, để lúc mình nhắc là mình biết độ non độ già nó mức độ nào á. Cái làm mình cầm cái lá mình cũng biết nè, lá này nó non, lá già nó dày hơn. Chẳng hạn như cái lá này nè, xong rồi bao nhiêu là đủ nấu màu canh mình ăn. Sau khi hái vô mọi người thì mình ngâm vô nước, bỏ một ít muối vô ngâm sơ, ngâm khoảng đầy, cái lá nó cũng dễ bị úa, bị nát á. Rửa nhẹ thôi, ngâm đầy, ở nhà mình trồng cũng không có dơ quá, ngâm khoảng 1-2 phút thôi, xong rồi mình gãy cho sạch nước, tắt cho sạch nước rồi đợi lát mình nấu canh mọi người. Okay, look at that.